Quá mạnh ha. Ủa kìa, học không hả bạn? Chuẩn bị xuất phát lại tới nữa các bạn. Quá tốt rồi các bạn ơi. Hai ngày thứ ba. Dòng đều ha. Ghe cũng cũng cứng lại rồi, hết lắc rồi. Đó. Rồi còn trớn ngon đi quá nhanh đó bạn. Rồi. Quá phê luôn mà ơi. Quá hấp dẫn luôn, bơi quá đẹp bạn. Mới tập trên ghe được 3 ngày ha. Bơi quá đẹp. Ê, chuẩn bị đi bà đó các bạn. Bị đều bà ha. Cũng mạnh ha. Ủa kìa, học không hả bạn? Thì mình cũng không biết mấy dòng luôn, nhưng mà ghe đi rồi đó các bạn, ổng rồi đó. Cũng quá mạnh ha. Ồ, quá đã, nghe đi rồi, chịu đi rồi đó. Nghe bơi tới nữa bạn ha, đưa nước uống luôn. Ôi cọp luôn, cọp đạch rồi. Đó. Ồ. Kìa cũng phóng rồi các bạn. Quá. Nhanh nhanh rồi đó bạn ơi. Cũng êm rồi đó. Chơi được rồi. Để xuất phát quá. Quá đều hơn các bạn. Quá đều còn mạnh nữa chứ. Còn hơn 10 ngày nữa tới các bạn. 13 ngày nữa là tới lễ hội rồi. Thì cho đang bơi trở về các bạn. Đi rồi ha, cũng phóng rồi đó, nhưng mà ghe mình còn hơi lắc quá bạn, hơi lắc. Thôi mình cũng chia sẻ tới đây thôi các bạn. Các bạn xem thì yêu thích hãy để lại cho mình một nút đăng ký cũng như là chia sẻ để mình có thêm động lực làm những video mới. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.